thêm một quốc gia châu Phi nổ ra đảo chính. Nhóm sĩ quan quân đội Gabon ngày 30 tháng 8 tuyên bố lên nắm quyền, ngay sau khi Tổng thống Ali Bongo được xác nhận tái đắc cử. Cơ quan bầu cử Gabon ngày 30 tháng 8 thông báo Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba, người đã nắm quyền trong 14 năm, tái đắc cử nhiệm kỳ 3 với 64,27% phiếu bầu. Ngay lập tức, xuất hiện trên kênh truyền hình Gabon 24, các sĩ quan cho biết họ đại diện cho tất cả lực lượng an ninh và quốc phòng tại quốc gia Trung Phi này. Họ cho biết kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ, biên giới bị đóng cửa, cho đến khi có thông báo mới, và các thể chế nhà nước bị giải thể. Một phóng viên của hãng Reuters cho biết, những âm thanh lớn của tiếng súng có thể được nghe thấy ở thủ đô Libreville sau khi xuất hiện trên truyền hình. Không có bình luận ngay lập tức từ chính phủ của quốc gia thành viên OPEC cộng. Các sĩ quan cho biết, nhân danh người dân Gabon, chúng tôi quyết định bảo vệ hòa bình bằng cách chấm dứt chế độ hiện tại. Theo thông báo, nhóm đảo chính thành lập một ủy ban lâm thời để điều hành đất nước, tuyên bố đình chỉ hiến pháp và đóng cửa biên giới vô thời hạn. Một số nguồn tin khu vực cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại một số vị trí khác nhau ở thủ đô Libreville. Hiện chưa rõ số phận của Tổng thống Bongo Ondimba. Căng thẳng tăng cao trong bối cảnh lo ngại về tình trạng bất ổn sau cuộc bỏ phiếu Tổng thống Quốc hội hôm 26 tháng 8, trong đó chứng kiến Tổng thống Bongo Ondimba tìm cách kéo dài quyền lực kéo dài 56 năm của gia đình mình, trong khi phe đối lập thúc đẩy sự thay đổi ở quốc gia giàu dầu mỏ và cacao nhưng nghèo đói này. Cuộc đảo chính tại Gabon diễn ra sau hơn một tháng cuộc đảo chính tại Niger, nơi quân đội cũng phế truất Tổng thống và đứng lên nắm quyền. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.